Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với phần tin trong ngày hôm nay với ba nội dung chính như sau. Tin thứ nhất là đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ không dự thượng đỉnh G7 và thượng đỉnh Mỹ và Bắc Hàn. Tin thứ hai là Tổng thống Donald Trump sẽ mời đại diện Hồi giáo Mỹ dự tiệc tối nhân lễ Ramadan. Và tin cuối cùng là Biển Đông, tự do hàng hải của Mỹ không đủ răn đe Trung Quốc. Mở đầu phần bản tin ngày hôm nay thì Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này sẽ mời đại diện người theo Hồi giáo ở Mỹ dự bữa tiệc tối nhân thời gian lễ Ramadan sau khi không tổ chức tiệc này trong năm đầu tiên tại chức. Bản tin của Politico cho hay tiệc này dự trù diễn ra vào ngày thứ Tư sắp tới đây, nhưng giới chức liên hệ không cung cấp danh sách người tham dự. Tổng thống Trump sau khi không tổ chức tiệc Ramadan trong năm đầu tiên đã chấm dứt truyền thống có từ thời Tổng thống Clinton, George W. Bush và Tổng thống Barack Obama. Trong quá khứ, tiệc này, gọi là Iftar, có sự tham dự của các giới chức hàng đầu trong cộng đồng Hồi giáo Mỹ, các nhà ngoại giao cũng như là các nhà lập pháp. Trong thời gian lễ Ramadan, người theo đạo Hồi giáo sẽ nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, và sau đó là ăn bữa tối gọi là Iftar. Trong thời gian tranh cử tổng thống, ông Trump kêu gọi việc cấm hoàn toàn người theo Hồi giáo vào Mỹ. Chuyển sang phần tin tiếp theo, thì các chuyến tuần tra tự do hải hành của các chiến hạm Mỹ không đủ sức răn đe Trung Quốc quân sự hóa, kiểm soát khu vực của Biển Đông trên thực tế. Phát biểu trong một cuộc hội thảo vào ngày hôm 1 tháng 6 vừa qua tại American Enterprise Institute ở thủ đô Washington về vấn đề Biển Đông, được tường thuật trên tạp chí của Viện Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ, gọi tắt là USNY, thì Trung tướng Thủy quân lục chiến hồi hưu Colin Chris-Gresham cho rằng, các chuyến tuần tra tự do hải hành của các chiến hạm Mỹ chẳng làm được bao nhiêu để bảo vệ các quyền hải hành của lực lượng Mỹ cũng như quyền của các nước bạn trong khu vực như là Việt Nam và Philippines. Theo ông thì sự thách đố quyền tự do hải hành tại khu vực có nhiều nước khác nhau cùng tuyên bố chủ quyền cần được kiểm soát. Nếu không thì các đồng minh sẽ phải miễn cưỡng hợp tác với Bắc Kinh vì không có sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Mỹ. Trong một cuộc hội thảo và có nhiều chuyên viên về an ninh khu vực biển Ấn Độ-Thái Bình Dương đều cho rằng Bắc Kinh kiểm soát Biển Đông với các căn cứ quân sự khổng lồ trên biển. Và hệ quả của sự kiểm soát đó bao trùm toàn diện trên mọi mặt, từ quân sự, kinh tế đến ngoại giao, khối cả nước Mỹ và cũng như đối tác trong khu vực đồng minh. Theo các ý kiến của ông Jessens, thì nước Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương hay gọi tắt là TPP là tai hại vì mở đường cho Trung Quốc châm vào lỗ hổng đầu tư và thương mại qua các chương trình tài trợ cho các dự án phát triển hạ tầng nhằm đẩy ảnh hưởng của Mỹ ra ngoài. Ông nói thêm rằng, việc Mỹ mới loan báo áp thêm thuế quan và sắt thép lại càng tăng thêm sự bất hòa với các nước vốn có mối quan hệ ổn định và cùng chia sẻ mục đích thương mại với Mỹ. Cuộc hội thảo ở Washington diễn ra khi có diễn đàn an ninh khu vực Á Châu-Thái Bình Dương diễn ra ở Singapore. Đại diện Mỹ là Bộ trưởng Quốc phòng John Mattis đã tố cáo rằng Bắc Kinh đã dùng lực lượng hùng mạnh và quân sự hóa các chủ đảo trên Biển Đông để bắt nạt các nước nhỏ ở phía Nam. Chuyển sang phần tin cuối cùng của ngày hôm nay thì theo tin của hãng thông tấn Reuters, đệ nhất phu nhân Mỹ là bà Melania Trump sẽ không đi với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự hội nghị G7 tại Quebec, Canada và thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Hàn diễn ra sắp tới đây tại Singapore. Theo phát ngôn viên của đệ nhất phu nhân là bà Stephanie Grisham, thì bà Melania từng tham dự G7 tại năm ngoái tại Ý nhưng sẽ không tham dự vào năm nay. Trước đó thì vào ngày 14 tháng 5 vừa qua, đệ nhất phu nhân trải qua một ca mổ thận và xuất viện sau đó 5 ngày. Trên trang mạng Twitter, bà Melania từng trả lời về những suy đoán về tình trạng sức khỏe của mình. Bà nói rằng giới truyền thông đang quá mức suy đoán về việc bà đang ở đâu và đang làm gì. Và bà khẳng định rằng bà vẫn sinh sống ở tòa Bạch Ốc và bận rộn với các công việc của mình. Vừa rồi là phần tin trong ngày hôm nay. Nhất Anh kính chào và hẹn gặp lại.